Xin chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, tôi có soạn thảo ra đây một vài chữ nôm giao cơ bản. Xin giới thiệu đến các bạn cùng xem và tham khảo. Nếu video hay, các bạn hãy chia sẻ và bấm đăng ký kênh để tạo thêm động lực. Tôi sẽ lại ra video tiếp theo. Còn nếu không hay, thì rất mong các bạn cho mình những nhận xét góp ý để mình rút kinh nghiệm và coi đây là một video vui chơi không có ý nghĩa gì các bạn nhé. Để tiện theo dõi, tôi đã soạn ra đây bằng cách làm cái cột như thế này. Đầu tiên là chữ nôm giao có chữ chính và chữ phụ. Cách phát âm chữ và hát và Hán Việt đọc như thế nào và nghĩa của chữ này tiếng Dao là gì và tiếng Việt là gì để chúng ta dễ hiểu. Đầu tiên với chữ này là chỉ cần viết, khi viết thì chỉ cần gạch ngang một cái này thôi. Còn chữ phụ thì nó rất là nhiều nét luôn này. Nhưng mà chữ phụ này là ít khi được người ta dùng. Chủ yếu là chữ này thôi. Phát âm chữ là yết. Hát cũng là yết. Còn Hán Việt gọi là nhất. Nghĩa của người Dao là à. Y bố pê pia à né à. Nghĩa của tiếng Việt một, đây là số đếm nhá, 1 2 3 4, 1. Tiếp theo là chữ này chính và phụ nó cũng như nhau thôi, được gọi là dệt tiếng Dao ấy. Còn Hán Việt là ất. Nghĩa của chữ này là chỉ dùng trong 12 can chi. Cạp dệt bánh tánh mùa kỳ kênh sắn nhằm que nhé. Cạp dệt giáp ất. Chữ thứ ba là chữ này là tánh. Đây, viết ra đây để các bạn tiện theo dõi. Chữ này không có phụ. Hát cũng gọi là tánh và Hán Việt là đinh, nhẫn tánh là con người trong gia đình ấy, một người trong gia đình là nhân khẩu. Đây, nghĩa đây. Chữ thứ tư là nai. Chữ này không có phụ. Phát âm tiếng Dao là nai. Hát cũng là nai. Hán Việt là nãi. Năng ngoa. Thế là, thì là. Chữ thứ năm là keo. Keo. Này thì yết. Này thì keo. Hát lại gọi là chu. Hán Việt là cửu, nghĩa là đủ. Chín, nghĩa Việt là chín. Đây là một và đây là chín. À, đủ. À, y bộ phê phê kéo nghiệt. Đủ là đây, cũng là số đếm. Chữ thứ sáu là lêu. Lêu gần giống số 3 của chữ Việt ấy. Lếu. Hát gọi là ghêu. Liễu. Hán Việt gọi là liễu nha. Du, nghĩa của người Dao là du. Mà này du. Hết. Chữ số 7. Nhi.
Đây chữ phụ đây. Chữ phụ nhiều nét hơn nhưng tại sao lại không phải là chữ chính? Bởi vì chữ này ít khi được dùng. Đại đa số người ta dùng chữ này đơn giản, nhanh gọn, và chữ này là nhiều nét phức tạp nhưng ít khi dùng. Nhưng nếu không để ra đây thì nếu bạn nào mà nhìn thấy chữ này lại bảo không biết là chữ gì. Còn những vị cao nhân biết chữ này là nhi rồi mà không để ra đây lại bảo là không có chữ này thì tôi lại thành người khuyết điểm này. Nhi phát âm nhá, hát phát âm chữ là nhi, phát âm hát là nhây, nhị là Hán Việt nghĩa là y. Đây là số 2, 1, 9 và đến 2 rồi nhá. Chữ thứ 8 là nhằn. Đơn giản, chữ này viết rất là đơn giản. Phát âm là nhằn, hát là nhìn. Khi nghe người ta, các chị em với lại các ông hát đối với nhau mà có nghe thấy từ nhìn chính là cái chữ này đây. Hán Việt là nhân, mùn nghĩa là mùn nhá, người. Chữ thứ 9 mở đấy nhỉ, gần giống chữ nhân này, gần giống chữ nhân này nhưng lại viết ngược, gọi là nhập. Chữ này là nhằn còn chữ này là nhập. Hát là nhịp, Hán Việt là nhập, nghĩa là đây viết rất khó viết này, pia pia nình gia nình pia nình vào mờ lắm. Chữ thứ 10 chữ này người giao đọc là pạt, hát là pệt, tiếng chữ Hán Việt là bát. Yệt đây, chữ này là chữ số 8 này, 8 này, 1 2 3 4 5 6 7 8 là chữ này. Đây nhá. Hôm nay mình làm video đến đây thôi. 10 chữ này là đơn giản nhất. Rất mong các bạn góp ý xây dựng thêm để video sau tôi cải thiện và tốt hơn. Để các bạn dễ hình dung, dễ hiểu. Cuối cùng chúc các bạn mạnh khỏe và mong sẽ lại gặp các bạn ở video tới. Chào tạm biệt.